3 tháng con lượm xong rồi con bỏ. Con lượm xong rồi con bỏ. Nói chuyện cái ghét không? Bỏ lên Sài Gòn là tính là không quen nữa. Lý do? Tại vì thôi chán rồi. Bà hay giận lên tiếng. Bà chán luôn. Hay giận Hường. Hay con nít mà. Ta làm hòa với nhau, anh tặng cho con một cái chiếc nhẫn hồi đó là chắc tầm 200k á. Con vừa đeo vô kiểu da con rất là dễ dị ứng á. Con đeo vô á cái về nhà con bị ghẻ luôn. Lúc bà trở lên về mà con về nhà con á là con bị té xe, con bị gãy chân. Thì lên lúc đó ngày nào cũng lên trên nhà chăm sóc cho con rồi phụ này kia có ở lại không? Rồi không ở lại nhưng mà ở lại nguyên ngày rồi tối lên về rồi xong cái khoảng thời gian đó là lên coi mẹ rồi xong cái khoảng thời gian đó là lên coi mẹ. Lúc mà hai đứa có làm cái chuyện đó thì con cũng mua thuốc tránh thai cho bà uống. Mà sau này bà mới khai thật là bà không uống. Ủa là con cố tình con cố tình gài cho nó tại vì con đã trao cho ổng nụ hôn với lại đã trao thân rồi nên là con chắc chắn con phải là vợ ổng thôi. Nên là con chắc con không uống. Cái phần buồn đó là có nghĩa là bên nhà giàu bên nhà nghèo. Dạ con xin chào cô Hồng Vân và chú Thuận cùng tất cả khán giả đang xem chương trình. Con tên là Phạm Văn Hùng, con hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm nay 36. 36. Công việc con đang làm là con phụ vợ bán hàng online. Rồi, mời con. Con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, cũng như là chào tất cả mọi người đang xem buổi phát sóng ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Thị Mai Liên, hiện tại thì con đang sống ở Vũng Tàu. Và năm nay con được 27 tuổi. Làm sao mà đôi trẻ này có một sự chênh lệch về tuổi tác như vậy, lại có cơ duyên gặp nhau và... trước đây lần đầu gặp nhau được ấn tượng như về nhau nào? Lần đầu con gặp Liên á là ở một nhà người bạn. Thì nên nằm ở trong cái cơ sở hải sản của người bạn đó. Thì người bạn mới kêu là ở trong cơ sở á, đang có một con bé xinh lắm. Đi qua coi như thế nào. Cắn qua chơi nhưng thấy vợ xinh không? Cho con bé xinh như trời. Bạn của anh Hùng á thì kiểu như là muốn cua con. Cái là bắt đầu là gọi điện cho tất cả bạn của người bạn của anh Hùng á. Tụi bay qua tụi bay xem mắt giùm tao chấm coi được bao nhiêu điểm. Dạ ai về em này qua nhìn thấy coi như là bị hớp hồn luôn. Dạ qua thì xin con số điện thoại, con không cho thì cái điện thoại con để sát bên cái chỗ con làm, tự động lấy điện thoại bấm số điện thoại nhà máy qua luôn, coi như là dẹp qua sĩ diện luôn. Ủa mà con không có khóa mật mã hả? Dạ không, con lúc đó là con dùng cái đập đá. Dạ. Cách đây là bao nhiêu năm rồi? Dạ cách đây chắc cũng phải 11 năm rồi chú. Trời ơi. Hèn gì xài đập đá, không có mã khóa. Bây giờ mà xin như vậy thì cách đây 11 năm mới xin cỡ nào nữa chị? Thì đó. Còn Liên gặp ảnh thì sao? Lần đầu tiên gì vậy? Con thấy ảnh rất là đẹp trai nè. Lúc đó trắng lắm, trắng mà kiểu như là như công tử bột vậy đó. Mà rất là dẻo miệng. Kể từ lúc mà có được số điện thoại thì chắc chắn là về là nhắn tin với lại gọi điện thoại, coi như là cưa cảm xúc đúng không? Vừa thì con làm tới 5-6 giờ chiều con về. Thì con vừa về đến nhà cái tắm rửa xong là nhận được cái tin nhắn rủ đi chơi, con đi luôn. Đi luôn? Dạ. Lần đầu tiên đi chơi với nhau ở Vũng Tàu đó là có nắm tay rồi có hôn má gì? Ông có dạng không? Dạ. Tại vì ông dạng trời mà. Trời ơi, ông dạng lắm cô. Dẻo mồm, dẻo miệng lắm. Ông là kiểu đào hoa mà gái nào cũng có thể là ông cũng rất là mạnh dạn. Rồi ông hành động gì? Ở lúc chở con về thì con cũng ngại ngại nữa, con cũng giữ đằng sau xe như vậy nè. Cái ổng đang lái, ổng lấy tay con tròn vào bụng mỏng. Chở đến được một đoạn á thì bắt đầu là cũng dừng xe rồi ôm ấp nhau rồi trao cho nhau cái nụ hôn đầu tiên. Hay là cái rơ của mấy ông này á là ông nào giống ông nào hồi đó em cũng vậy, em kể chị nghe đó. Hồi nào trời ơi. Như vậy là ngày hôm đó là chính thức coi như là quen nhau. Dạ đúng rồi, chính thức đúng quen rồi. Nhau dạ. Không có chia tay chia chân gì đó trong quá trình quen tại nhau. Tại vì ổng rất là đào hoa đúng không? Dạ. 3 tháng con lượm xong rồi con bỏ. Con lượm xong rồi con bỏ. Nói chuyện thấy ghét không? Bỏ lên Sài Gòn là tính là không quen nữa. Lý do? Tại vì thôi chán rồi. Bà hay giận lên tiếng. Rất là chán đúng không? Hay giận Hường. Dạ. Thấy con nít mà. Dạ. Được 4-5 tháng vậy đó. Lên Sài Gòn có bộ mới không? Có. Mới đi về thì mới nhớ đó ở nhà con nhỏ. Thử rủ nó đi uống cà phê ra, đang chưa có ai chở đi chơi. Rồi nhắn tin cho bà cái bà kêu ok đi lên cái là từ nó hai đứa là đi chơi lại nối lại tình xưa. Dạ cái mối tình của nó sao ngộ nhỉ? Ngộ nghĩnh. Cái lúc mà ông bỏ mình á con có bị tổn thương không? Con cảm thấy là tiếc vì con trao cái nụ hôn đó cho nên là con nhất quyết con sẽ lấy lại. Là chỉ lụm đây là chỉ có lụm môi thôi chứ chưa lụm kia đúng không? Dạ lụm môi thôi. Là trước 3 tháng đó là anh cũng chở con lên Sài Gòn một lần rồi, cũng có gặp ông chú của ảnh rồi, cho nên là con có số điện thoại của ông chú đó thì con mới bắt đầu là con cũng dò, con hỏi thăm là quen ai chưa, có hay đi chơi không, thì chú cũng nói là cũng có quen nhưng mà quen chơi bời thôi, thì con mới nói là kỳ này nếu như mà về đây là con sẽ bắt lại ra làm hòa với nhau. Anh tặng cho con một cái chiếc nhẫn hồi đó là chắc tầm 200k á. Con vừa đeo vô kiểu da con rất là dễ dị ứng á. Con đeo vô á cái về nhà con bị ghẻ luôn.
Lúc mà quay lại á thì con trở lên đi về nhà, hai đứa đi chơi xong rồi. Lúc mà trở lên về mà con về nhà con á là con bị té xe, con bị gãy chân. Thì lên lúc đó ngày nào cũng lên trên nhà chăm sóc cho con. Rồi phụ này kia. Có ở lại không? Rồi không ở lại, nhưng mà ở lại nguyên ngày rồi tối lên về. Rồi xong cái khoảng thời gian đó là lên có em bé. À, thì nó ngoài chăm sóc quá đó. Chăm sóc quá rồi cái đầu cái chăm sóc lửa gần rơm á, lâu ngày là cháy. Mới đầu con chưa biết đâu. Lúc đó bao nhiêu tuổi? Dạ, gia đình biết không? 18. Thì mới đầu con cũng không biết mà. Tại vì con cũng đi làm đêm khuya 1-2 giờ đêm, con làm hải sản á. Con cũng dậy giờ đó thì con cứ nghĩ là con kiểu như con thức sớm là con bị đói thôi, rồi bị xỉu đau đầu này kia thôi. Cho nên là con không nghĩ là con bị ngén. Cái là con má con cũng tưởng đâu là con bị trúng gió, mua thuốc trúng gió cho con uống. Rồi bắt đầu là cũng kiểu như là con mỗi lần á là phụ nữ là tới tháng tới kỳ dâu. Con á thì con bị chậm nên là con cũng tưởng đâu là con chắc kiểu như là bị chậm thôi. Con ra con mua chai thuốc mẫu đơn gì đó để cho nó điều hòa kinh nguyệt á. Con cũng uống hết 3 chai. Con không biết. Dạ xong cái rồi má con mới nghi rồi. Cái mua que về thử thì lên 2 vạch. Dạ. Ở lúc đó, khi mà con nói chuyện này cho chồng con nghe thì phản ứng chồng con như thế nào? Tại vì lúc đó là hai đứa cũng kiểu như là còn trẻ cho nên là cũng hơi lo lắng, sợ kiểu như là tại vì con là người nam, là bên chồng con là dạng người Bắc, mà con thì lại là dâu cả, kiểu như là trai cả nữa, trưởng nam trong gia đình nữa, nên con rất là sợ kiểu như lời ra tiếng vào á, nên là con cũng sợ lắm. Lúc mà hai đứa có làm cái chuyện đó thì con cũng mua thuốc tránh thai cho bà uống. Mà sau này á bà mới khai thật là bà không uống. Ủa là con cố tình con cố tình gài cho nó. Tại vì con đã trao cho ổng nụ hôn với lại đã trao thân rồi nên là con chắc chắn con phải là vợ ổng thôi. Nên là con chắc con không uống. Dạ. Lỡ có rồi thì mình cũng xác định thích bé này thiệt rồi mình đám cưới. Khi mà con báo cho gia đình nói với mẹ đó thì con nói với mẹ thì mẹ con nói chung là người Bắc thiệt nhưng mà rất là dễ, rất là thích có cháu, cứ khuyên là lấy vợ đi hoài. Cái nói với mẹ là mẹ ơi cái con bé mà nên á nó có bầu rồi. Cái mẹ cười, mẹ tủm tỉm, mẹ kêu thiệt không, kêu thiệt nó có bầu rồi. Cái mẹ kêu có bầu rồi thì đi nên đời. Nói chuyện với mẹ nó đi rồi là đám cưới đó. Và gia đình con thì sao? Dạ lúc đó thì gia đình con thì thuộc dạng hộ nghèo á, với lại đang lúc trong quá trình mà đang sửa nhà nên là cái lúc mà nói đến mà chuyện cưới xin á thì má con cũng lo lắng kiểu như là không tiền đâu để cưới sinh vậy đó. Dạ. Rồi cuối cùng má con cũng đi vay mượn. Một phần thì vui vì gia đình anh Hùng có điều kiện để con gái má sống tốt hơn. Cái phần buồn á là có nghĩa là bên nhà giàu bên nhà nghèo. Con có chia sẻ cái điều này cho bạn trai của mình biết, cái lúc đó bà Hùng phản ứng như thế nào? Dạ có. Nói chung là anh Hùng đều biết, với lại bên nhà chồng con á thì dễ lắm. Dễ lắm, không có quan trọng về là giàu nghèo thế này thế kia. Nên là khi mà hỏi cưới này kia thì cuộc đám cưới diễn ra cũng rất là suôn sẻ. Rồi nay là em bé được mấy tuổi rồi con? Dạ, bé trai thì được 9 tuổi. Bé gái thì được tầm 4 tuổi. Trời ơi. Là hai đứa. Đúng rồi. Thôi quá ngon lành rồi. Sang trang. Thôi sang trang. Bây giờ tới cái phần này đi. Cái phần này chắc con trông chờ lắm đúng không? Dạ. Cái phần mà khui tật xấu á. Sao Hùng thì có phải là một ông bố hoàn hảo không? Một ông chồng hoàn hảo không? Hay là vẫn còn có những cái tật xấu gì len lỏi ở trong ổng? Anh Hùng thì lúc mà mới cưới về thì rất là mê đánh bài với lại mê game. Thì trong cái quá trình mà con đang là có em bé, con cũng bị nghén mà cũng không có làm được cái gì hết á. Chỉ có ở nhà phụ thuộc bên gia đình chồng, phụ giúp gì thì phụ giúp thôi. Còn con thì vẫn cái công việc online, con cầm điện thoại. Thì cái đồng tiền con kiếm được nó cũng khó, nó cũng khó lắm. Con được bao nhiêu á thì con dồn hết vào con heo của con. Nhưng mà con không có dồn tiền lẻ tẻ, con dồn lần mà tờ 500 thôi. Thì anh Hùng á là anh đi đánh bài, anh thua, xong cái anh về nhà anh moi con heo của con ra. Móc ruột con heo. Dạ đúng không? Con cũng đâu biết đâu. Cái ảnh làm sau này ảnh cứ làm phụ mẹ đó, được đồng nào đầu là 200, 100 ảnh đút vào trả dần dần. Con hay kiểu như là có một cái linh đúng rồi, cái linh tính á. Con cầm con heo con lắc con thấy nó nhẹ, không cái là bắt đầu con lắc con thấy nó nhẹ, con ra con hỏi anh Hùng hay thiệt á, anh có lấy tiền của em không, sao con heo em nó nhẹ vậy? 1-2 chối có thề không?
Dạ có luôn. Tôi thề tôi không lấy, tôi không lấy thế này thế kia. Cái con bảo cho nếu như mà bây giờ không lấy tin em đập ra không? Cái ổng còn thách con nữa cơ. Ổng còn thách giảm. Tại vì ổng nghĩ là ổng đã bỏ tiền vô rồi. Dạ. Ổng thách con. Cái là bắt đầu là con cầm cái cây chày con đập một phát ra con heo. Thế tiền 100 ngàn. Dạ 100 ngàn, 200. Hết chổi. Hết chổi. Tại vì con bỏ là bỏ 500 không rồi đúng không? Dạ đúng rồi, hết chổi. Nhưng mà có bỏ đánh bài không? Sau vụ đó là bỏ đánh bài. Còn tật xấu gì đâu? Ảnh có cái tật đó là nóng tính à. Và đặc biệt là trong lúc ngủ á, là phải yên tĩnh, không có một tiếng ồn. Có tiếng ồn một phát là đập tường rồi rầm rầm thế này thế kia, kiểu nóng tính lắm. Rồi con mà mỗi nó lỡ nó bài đồ chơi thì sao? Con cái thì con biết ý chồng con là mỗi lần ngủ á, thì con cho con cái không ra phòng khác chơi. Trời để ông, cho ba ngủ. Ông có khó ngủ không? Dạ anh Hùng thì cũng khó ngủ à. Ông khó ngủ mà ông cọc ngủ nữa hả? Dạ. Trời ơi. Rồi mày sóng biển mà vỗ đâu có sóng biển mà vỗ ầm ĩ ở cái miền biển như vậy rồi ngủ được không rồi làm sao? Nói chung là mình ở trong phòng mà cách biển cũng 300 mét lên là không nghe thấy sóng biển đâu. Còn không có cách nào khắc phục à? Ngủ mà còn tiếng động nữa, dậy dậy mà không thể nào ngủ được nữa. Có nghĩa là cái khó ngủ á nó không sao nhưng mà cái cọc ngủ á là nguy hiểm lắm. Con mong muốn chồng cũng thay đổi điều gì không? Con mong muốn chồng con là bớt nóng tính hơn thôi. Bớt cọc tính hơn thôi. Cái tính nóng của chồng con á, ngoài cái việc á mà nó làm cho mọi người trong gia đình á, cảm nhất là sau này mấy đứa nhỏ nó cảm thấy nó sợ. Nó sẽ không dám gần chồng của con. Thì khi mà con bắt đầu lớn tuổi hơn á thì cái nóng đó nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Cái đó là do ngay bản thân mình á, chứ không phải là những người xung quanh đâu. Nhất là về huyết áp, về máu huyết, về tim mạch, là cái người mà nóng tính á là nó ảnh hưởng tới cái đó kinh khủng luôn. Có rất là nhiều phương pháp để giúp cho chúng ta chế ngự được những cái cơn nóng giận mình. Bằng cách là thiền nè. Đó, hoặc là mình nghe nhạc hòa tấu khi ngủ nè, hoặc có những tập thể dục, tức là có cách mà chúng ta có thể chế ngự được nha. Đó, cái đó mình tự mình không làm được đâu, bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình đó. Được không? Được. Rồi bây giờ tới Hùng đó. Dạ. Em ấy có những tật xấu nào nè? Nói chung tật xấu của vợ con thì bà chăm chút người dữ lắm. Có nghĩa là cứ ra đường là người đẹp. Có nghĩa là mỗi ngày phải một bộ đồ. Nhưng mà nhà cửa thì dơ. Cực kỳ dơ. Bừa bộn không dọn gì hết á. Nói chung là nhà cửa cơm nước ở nhà là con dọn dẹp nấu nướng hết. Bà không nấu. Trời ơi. Bất ngờ đó nghe. Dạ. Có bao giờ cầm cái chổi quét nhà được không? Cứ lâu lâu con cứ quét nhà đi. Cái quét sơ dơ dơ cái. Quét cho có. Quét cho có cho bị chửi á. Rồi xong đồ thì thay ra chỗ này bộ gầm giường bộ rồi trời giờ lắm. Rồi ai lụm đi. Con nha. À. Mỗi lần lượm đón chửi đã tính nóng rồi còn chọc lên. Thấy đồ ở chỗ này một mớ chỗ này mớ cái vừa dọn vừa chửi. Cái ghế ảnh quét ảnh lùi lùi bình thường cầm rạp đó đúng không? Ông rầm một phát ông quét rồi bắt đầu hả ông đóng cửa cái rầm như vậy nè. Nhưng mà con biết rồi. Mà mỗi lần vậy con khó chịu không? Dạ con chịu đấm ăn xôi thôi. Tại vì ông cũng dọn mà. Cuối cùng mình có làm đâu. Dạ. Bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ không mong muốn thay đổi gì vậy được rồi. Chăm trời ơi luôn. Đừng con đừng có dạy. Em thì nói chung là không biết nấu ăn. Nhưng mà chăm sóc con thì sao? Chăm sóc con thì nên ok. Bà thức muộn cỡ nào đi chăng nữa là sáng nay con cũng đi học ăn sáng đầy đủ đi học. Con là con không có đưa con đi học gọi là ít khi á, tại vì giờ đó con ngủ rồi, tại đêm con hay thức khuya á. Là vợ đưa đi là không bao giờ nhờ chồng. Mình hiểu tại sao là Hùng không muốn thay đổi. Thật ra đây là hai vợ chồng là họ có một sự thông cảm và chia sẻ công việc cho nhau chị. Rồi cảm ơn Hùng với Liên nghe. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm nay em 28 tuổi, hiện nay em đang là nhân viên văn phòng ạ. Còn em? Dạ em Trần Minh Tâm, em 29 tuổi, em quản lý bán hàng. Tâm Bích, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Là em là ngày đầu tiên mới vào xin vào làm việc ở tại công ty anh đang làm. Và là thực tập viên ở tại cái nơi mà đang làm việc. Và anh cũng là người cũng hướng dẫn trực tiếp cho em. Hướng dẫn nhiệt tình lắm đúng không? Dạ không nhiệt tình lắm đâu. Ủa không nhiệt tình sao, không có cảm tình? Nói ra cũng hơi quế một chút xíu. Dạ trong ngày đầu tiên luôn, phải nói là cực kỳ ấn tượng tốt bên này. Đến mức mà mình nghĩ đây chính là cái người chồng lý tưởng của mình đã mơ từ bấy lâu nay. Nhưng mà qua ngày thứ hai là anh bộc lộ ra hết những cái tính xấu luôn. Nghĩa là hay nói bậy, rồi hay giỡn, rồi hay nói móc, rồi hay chọc ghẹo em mà chọc tức á. Cho nên là rất là ghét. Và sau đó thì bắt đầu vô cái công việc á thì không có hợp nhau, cãi nhau thường xuyên. Thế sau là coi như rất là ghét cay, ghét đắng anh này luôn. Rồi sao đến được với nhau ta? Ta nói ghét của nào trời trao của nấy anh. Đến bao lâu thì tụi em mới đám cưới? Nhưng mà từ thời gian yêu cho tới cưới là 2 năm. Tụi em đã lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được 6 tháng ạ. Chà, chắc có lẽ là chưa phát hiện nhiều về những cái tính xấu của người bạn đời của mình lắm. Dạ không có anh.
tại vì trước khi quen á là đã thấy được hết tất cả những tính xấu rồi, cho nên cực kỳ không có ưa. Em kể một vài tính điển hình của anh này. Đó là anh ta có một cái cơn điên, đó là tự kỷ. Tự kỷ là cái thứ nhất, cái thứ hai là quá cầu toàn, cái thứ ba là ga lăng với các cô gái quá mất cần thiết. Thì đó là những cái tính đúng xấu mà sau hôn nhân là đúng mình hay. Dạ cái này thì cũng đúng anh. Em tự kỷ cái gì? Ví dụ như trường hợp là khi mà anh này anh cầu toàn về công việc, cầu toàn mọi thứ trong cuộc sống, nên khi mà có sự việc gì đó mà nó không đúng với ý của anh á, anh về anh rất là khó chịu với mình. Nhưng mà mình không có lỗi gì hết. Anh về cái anh im im, anh không có trút giận lên, nhưng mà anh không nói chuyện tới mình. Rồi anh cũng không có làm gì đá động gì tới mình hết. Nhưng mà khi mà mình nói anh ơi có chuyện gì vậy, rồi đi làm có stress hả, nói chung là mình rất là muốn anh chia sẻ cho mình bớt. Nhưng mà anh không bao giờ chia sẻ. Mà khi mà mình đặt câu hỏi á thì bắt đầu anh nổi cơn điên lên. Bắt đầu là gây nhau rất là dữ dội. Mà gây đỉnh điểm tới mức là đập đồ. Dạ mà khôn lắm. Dạ lựa đồ nào hết đá rồi đập. Còn cái chuyện mà ga lăng với gái thì sao? Dạ có nghĩa là khi mà đi ăn với các bạn đồng nghiệp hoặc là các bạn cũ đó, thì anh là người cực kỳ chu đáo, cứ lo lắng chăm sóc cho các bạn. Rồi nhiều khi á, những cái bạn nữ đó đó rất là dễ hiểu lầm, nghĩa là nghĩ anh thích cái cô đó, cho nên thì có nhiều cô đã từng yêu ảnh mà anh không có đồng ý. Cho nên khi mà anh có vợ rồi á, thì những cái ánh mắt của cái cô đó đó giống như là đang tiếc nuối. Không phải, chị hỏi nè, tức là anh ga lăng như vậy trước mặt em hả? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà lúc đó thì đối với em thì anh có gọi là có ga lăng giống như vậy hay không? Dạ có, nhưng mà ít hơn. Em gấp cho vợ, cứ lo cho người khác trước. Lo cho người khác trước rồi mới tới vợ hả? Dạ. Là cụ thể là như thế nào? Ví dụ như nhiều khi nói chuyện cứ vào gặp bạn là bỏ vợ luôn. Mà anh không nhìn tới mình luôn. Em là vợ anh không? Dạ biết luôn, cho nên mình bị đứng một góc mà anh cũng không quan tâm tới mình luôn. Sao vậy Tâm? Cái này thì Tâm thì... có muốn thanh minh thanh nghe gì không? Dạ thanh minh thanh nghe thì chắc không dám, tại vì lỡ làm rồi. Tại vì thực ra em thì ít có bạn, nhưng mà bạn thì lại bạn là bạn thân. Thì nhiều khi mình lâu gặp, tại vì tụi em cũng làm công việc nó hơi bận á, lâu gặp thì nhiều khi thì mình cứ đinh đinh trong đầu mình, cái cô này là bà xã của tôi rồi. Thì mình cứ nhiều khi cứ vô tư, anh em lâu ngày gặp quá rồi đôi khi lại quên hẳn đi vợ. Tại vì nhiều cô cũng không có được tế nhị cho lắm, nhiều khi nói những cái câu mà không biết cố tình hay vô ý làm cho mình cực kỳ khó chịu, thế là về vợ chồng gây nhau. Nên ví dụ như trong trường hợp là đang ngồi ăn cũng vậy, các cô lúc nào cũng gấp cho ảnh hết, là gấp tới tấp trong khi mình ngồi kế bên. Thì vô tình có một anh bạn đó, anh nói rằng là sao bộ em không có nhìn thấy chị Bích ngồi kế bên hay sao, mà em làm gì kỳ vậy, không sao chị Bích ghen hả? Thì cô đó cổ vô tư hay là cô cố tình không biết, mà cô cứ trả lời dạ lúc nào đi ăn với ảnh em cũng gấp cho ảnh quen rồi. Trả lời như vậy làm cho mình suy nghĩ không có mình rồi còn cỡ nào nữa ta. Cho nên là thành ra là em thì không phải là ghen mà cảm thấy rất là khó chịu. Thì hai vợ chồng nhiều khi gây lộn, nhưng mà em luôn luôn nói là em rất là tin anh, nhưng mà em không có tin những người xung quanh anh. Nhiều nói nhất. Những cô bạn của Tâm có nghe chưa? Ủa Tâm, chị hỏi của Tâm nè. Rồi tại sao em lại thích tự kỷ một mình mà em không muốn chia sẻ những cái mà em bực bội cho vợ em? Ngay từ bé em nói vậy rồi. Tức là cái khó khăn hay là cái suy nghĩ hay mọi cái định hướng về công việc hay học hành hay mọi thứ này kia nọ, em thích tự một mình em giải quyết. Nhiều khi là sợ nói ra là cái người thân bên cạnh mình á, thì người ta lại phải truốc mang cái buồn phiền mà mình đang không thể giải quyết được. Là em không chia sẻ với bất cứ một người nào khác, chứ không phải là chỉ riêng với vợ đúng không? Dạ, có thể nói là như vậy luôn. Mà nhưng mà mỗi lần như vậy thì đêm về có ảnh hưởng tới cái chuyện hai vợ chồng không? Thú thật thì chắc cũng có. Nhiều khi thì cái đầu mình nghĩ tới chuyện khác, thì cái vợ nằm bên cạnh thì nói chung là cũng cố gắng ôm vợ một cái rồi thôi, chứ không cái việc đó thì lại là mình tạm gạt nó qua bên, phải lo trước cái việc công việc. Em hiểu và em có thông cảm cho chồng em. Dạ thì khi mới cưới nhau về em rất là khó chịu, nhưng mà ảnh cứ không chịu sửa cái sai đó. Thì mình muốn giữ gìn cái hạnh phúc gia đình, cho nên thế là mình phải nhìn anh. Những khi mà ảnh về thôi kệ anh đi, anh làm gì anh làm đi, mình đi làm chuyện khác, không có khóc nữa, không có hỏi nữa. Tới khi anh tự động anh muốn nói thì anh nói, anh không nói thì thôi. Từ ngày cưới tới nay là bắt đầu tháng thứ hai là nhịn chứ bây giờ. Nhưng mà em nhắm là em sẽ nhịn mãi được không? Đối với em thì cái điều này em cũng cảm thấy mình tự tin, mình có thể nhịn được lâu dài. Không, cái này mình không xác định là nhịn nữa em. Dạ tại vì cái này là chị nói em nghe nè, mỗi người mỗi một cái bản tính. Ví dụ vậy nè, nếu em không chia sẻ với vợ mà em chia sẻ với một người khác thì cái đó là em bậy. Nhưng mà khi mà bạn ấy tự giải quyết bằng con người của bạn á, thì đó là cái bản tính của bạn rồi. Có nghĩa là cái đó mình phải tôn trọng cái điều đó. Chứ mình không bắt người ta có thể bỏ được cái điều đó đâu. Đó cho nên rằng mình không nghĩ rằng cái đó là mình nhịn, mà mình nghĩ là mình chấp nhận cái hành vi đó. Nhưng trong quá trình làm vợ chồng á, thì em luôn luôn phải làm sao tạo ra được cái điều mà ảnh phải thấy ở em một cái chỗ dựa, một cái nơi để mà ảnh có thể là chia sẻ được. Cái đó là cái tài của em đó, đúng không em? Một lúc nào đó em cảm thấy rằng em không thể một mình em gánh nổi những cái áp lực đó nữa, em sẽ nói là vợ ơi, anh nói em nghe nè, ngày hôm nay anh chịu hết nổi ở cơ quan rồi, là lúc đó em thắng.
Ủa, chị hỏi em nè, bây giờ em đã có đôi lần chia sẻ với vợ em về những cái áp lực rồi gì? Đã chia sẻ lần nào chưa? Cũng có chia sẻ, nhưng tại vì hồi trước thì cũng làm chung đó, thì hai vợ chồng cũng biết về cái công việc nó như thế nào. Rồi nhưng mà sau này khi cưới về thì thấy là vợ nghỉ chỗ công ty của em rồi, chuyển về ngành du lịch làm lại rồi á, thì thấy là nhiều khi mình nói với vợ cái công việc của mình á, thôi khi thấy là vợ cứ giống như là nghe vậy thôi chứ còn không có tham gia bình luận như hồi trước nữa, thấy là tôi để mình làm thôi, tối ra là lại mang theo cái buồn nữa cho vợ thì thấy thương hơn. Coi như hai người đều nghĩ về nhau hết, cuối cùng là không hiểu, không có tìm ra cái điểm chung đó. Hai đứa không có tìm được điểm chung. Thật ra là hôm nay qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi, anh hy vọng là các em sẽ hiểu nhau hơn. Dạ, hiểu mà không có làm được, anh em không có làm được. Anh nghĩ là sẽ làm được đó. Không, chị thấy như vậy nè, có một điều mà em phải thay đổi, đó là cái điều thứ ba mà vợ em đưa ra là cái ga lăng quá với những người con gái khác. Tại vì chị nói em nghe nè, những người phụ nữ khác á, họ sẽ dựa vào cái cách hành xử của em để họ đối xử với vợ của em. Cho nên rằng qua những cái mà vợ em tâm sự sẻ chia thì chị nghĩ rằng vợ em như vậy là rất là văn minh trong cái việc mà trong cái việc hành xử đó. Chứ còn có những người phụ nữ khác, người ta không chịu được cái điều đó đâu, hoặc là người ta sẽ quậy tại chỗ hoặc sẽ đứng dậy bỏ về. Cho nên rằng em chú ý đến cái đó một chút. Yeah. Đó. Dạ, cái này thì em rất là rút kinh nghiệm. Đúng không? Đúng không? Đó là cái em cần sửa. Nghe. Còn cái việc của kia thì em đã tự sửa rồi. Cái việc mà để dành cái không gian riêng cho chồng đó. Chúc tụi em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị. Em cho con tên là Võ Văn Công, 26 tuổi. Hiện đang làm việc tại một công ty bia. Con đến từ Bình Dương. Bình Dương hả con? Cái nghề của con nó có liên quan gì tới màu hồng không con? Dạ, không liên quan lắm chú. Tại sao con mang cái đôi giày màu hồng? Xong liên quan, sau khi uống bia rồi thì mặt trở thành màu hồng. Thì vậy đi, vậy đi con. Dạ. Thích cho chú vừa lòng màu hồng phải không? Thấy màu hồng đúng là nãy giờ dòm phần dưới này không à? MC là người ta phải nhìn ở đây chứ không có nhìn ở đây được. Không phải thích màu hồng lắm. Thì đó, thích. Không hiểu sao luôn á. Rồi, bây giờ mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Huận ạ. Con là Nguyễn Hoài Thương, năm nay 26 tuổi, đến từ Bình Dương. Con làm nhân viên văn phòng và làm bạch thêm, làm make up. Make up luôn. Dạ. Sao hôm nay hai vợ chồng đồng tuổi không ha? Cặp này 24. Nãy 24. Cặp này 26. Dạ. Có nghĩa là chương trình của mình đó, có nghĩa là các bạn trẻ bây giờ yêu mến lắm đó, chị. Yêu mến rồi. Cho nên là coi như là bây giờ là các cặp vợ chồng trẻ hầu như là các cặp nào cũng muốn tham gia chương trình vợ chồng son này hết. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi. Đó, câu chuyện tình của hai con. Lần đầu tiên các con gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tụi con gặp nhau là sau một năm học chung thì mới gặp nhau. Học chung đó là cấp mấy? Dạ, học chung đại học năm nhất. Nhưng mà học chung lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết á. Dạ, không có ấn tượng gì hết. Tại vì các xa, ngồi xa không có gặp nhau. Thì nó cũng ấn tượng gì, thực sự cái đó là có. Nhưng mà rồi sau một năm rồi á thì bắt đầu tụi con mới nhận ra là mình cùng học chung một lớp. Dạ, có biết là học chung thôi nhưng mà không có nhìn nhau. Chỉ đó, chỉ nhìn được có một lần rồi thôi. Quên. Nhưng mà ý cô hỏi là sau một năm thì tụi con mới gọi là nhận ra nhau đó. Giống như là nói trong văn học á, là nhận ra đây là một nửa của mình đó. Thì lý do nào? Lý do nào tại sao mà sau một năm thì mới... Tại con là lúc ban đầu là làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. Con thì hay điểm danh. Điểm danh nên là cái bạn Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sao nghỉ học hoài. Nghỉ học hoài luôn đấy. Ủa em ơi, sao em nghỉ học hoài với em? Dạ, tại tính con thì không có thích bị gò bó với lại ham chơi lắm. Nên là đi học thì không cúp học thì cũng đi trễ. Vậy hả? Là ngồi thì ngồi sau cùng không mà. Dạ. Rồi sau cái vụ mà bạn này nghỉ học rồi thì con tiếp tục là xử sự với bạn này như thế nào? Có nghĩa là con không ưa không á? Dạ không, con hết sức là bình thường. Chỉ để ý cái tên bạn này hay, tại vì con này điểm danh đầu giờ mà cái lúc mà bạn ấy cái vô sau không, bạn ngồi phía dưới hay không thì con không có rõ lắm. Mới đầu là để ý cái tên là việc cấp học rồi đến bao giờ thì để ý đến con người? Đến một lần đi đi chơi với ngoại khóa với cả lớp. Thì lúc đó thì hai vợ chồng lại bốc thăm chung một nhóm với nhau. Và tình cờ hơn nữa là ngồi chung ghế với nhau trên xe luôn. Cái lúc đó thì ra ngoài Phan Thiết thì bạn ấy có chụp hình và có kêu con chụp hình. Kiểu như giống kiểu ông bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao? Cái thích đúng không? Ông ảo tưởng, ông tưởng cho đâu là mình thích ổng hay gì? Không, chú nghĩ là vậy nè. Lúc mà hai đứa ngồi trên xe đó là cái khoảng cách nó rất là gần nhau. Dạ. Cho nên là con có dịp để mà con nhìn rõ cái dung nhan của bạn ấy. Sau một khoảng thời gian cô ấy cúp cua nhiều quá không? Dạ đúng rồi. Cho nên con nhận ra được cái khuôn mặt của cô này nó xinh đẹp.
Cho nên là con đã có cảm tình với cậu. Dạ, hồi đó con xấu lắm. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái bạn nữ là bạn nói về bạn này bị ảo tưởng. Có nghĩa là tưởng là người ta rủ mình đi chụp hình, có nghĩa là người ta đã thích mình. Ở Phan Thiết đó nghĩ cái... Thì khi mà người ta nghĩ là cái đối tượng này thích mình rồi là người ta cứ đeo đuổi cái ảo tưởng đó hoài. Để mà người ta đeo đuổi đó em. Thì thành ra là ông bà mình nói là đẹp trai không bằng trai mặt là hoàn toàn có lý do hết. Khi mà mình đã chủ động là mình phải, vì mình nghĩ người ta thương mình mà. Mình phải đeo đuổi đúng không? Thì của nước chảy đá mòn, con làm riết tự nhiên người ta cũng gãy đổ thôi. Đúng không? Ta phải đổ ngã trước cái tình cảm của con đúng không? Nhưng mà cái lần chụp hình đó là con có tạo được một ấn tượng gì với cô gái này hay không? Dạ không, mà lúc đó con cũng không có nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa hai đứa. Tại vì cứ nghĩ là mình chung nhóm mà mình chụp hình với nhau là bình thường thôi. Tại vì cái lúc mà đi về á thì ngồi kế bên thì bạn ngủ. Bạn ngủ rồi bạn dựa vô vai con trên cái quãng đường mà từ Phan Thiết về tới cái Bình Dương đó. Thường mà ngủ mà dựa vô vai như vậy gục như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không biết ngay luôn. Bởi vì chú Thượng thở đó là cô biết chú Thượng đang tính hỏi cái gì rồi. Mặt kỳ lắm, mặt gian có... thần mà mặt gian thần. Hả, ngủ mà có cái tạo một cái điểm ấn tượng gì với con không? Dạ không. Lúc đó con thấy bạn đẹp không, lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ có con. Tại vì bạn này cũng là theo con thấy là được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy vẫn phải ngủ. Chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ. Ngủ ngon không con? Dạ ngon. Ngon lắm luôn. Tại vì thơm. Người bạn này thơm. Mà con thích con trai có cơ bắp nhé. Cái tựa vô thấy nó chắc mê luôn. Mê luôn. Con mê luôn. Là ý là mê lúc đó là ngủ ngon thôi chứ phải mê không được đâu. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Sau cái chuyến đi trở về thì sao? Về thì cũng có nhắn tin. Ai chủ động nhắn? Dạ tại vì lúc đó là tụi con là phụ trách về trong nhóm là mua đồ và quản lý tiền á. Cho nên là sau khi về thì tụi con phải nhắn tin qua lại để xử lý những cái vấn đề không con ngoài là... những cái công việc đó ra có nhắn tin có cái gì đó nó có một chút xíu gì là coi như là tỏ tình hay không? Dạ không. Cứ nhắn tin như vậy một thời gian cái sau có những lần đi chơi nữa. Là rủ đi chơi. Sau nhắn tin bao lâu thì rủ đi chơi lần đầu tiên? Dạ lúc đó vẫn đi chơi nhóm thôi. Không đi chơi riêng á, đi chơi riêng á. Hỏi đi chơi riêng hả? Chắc phải một hai tháng sau hả? Noel. Tới Noel mới bắt đầu đi chơi riêng. Là con chủ động coi như là con nhắn tin con rủ đi chơi riêng đúng không? Dạ đúng. Đi đâu? Đi cà phê. Dạ Noel thì đi cà phê, em đi dạo phố vòng vòng cái trên Hữu Nhân 1 nơi tụi con học. Rồi đi đến bao lâu thì con mới tỏ tình? Dạ tầm cũng 2 tháng, 3 tháng sau. Ủa, đâu, đừng có... mình tỏ tình trước Noel chứ. Mình quen nhau trước Noel chứ. Quen nhau trước Noel rồi tỏ tình trước hay là ngay đêm Noel hay là sau Noel? Dạ đúng rồi, trước Noel. Trước Noel là tỏ tình rồi. Là tỏ tình rồi. Dạ. Là xong rồi Noel mới đi chơi với nhau đúng không? Tỏ tình đâu? Đêm Noel đâu có tỏ tình nữa không? Dạ không có tỏ tình nữa mà bắt hung. À, cái đó là cái mà nấc thứ nhì của tình yêu. Em hiểu không? Lần đầu tỏ tình say ke xong rồi bắt đầu về tỏ tình rồi đi chơi. Đêm Noel là đòi hung. Tình yêu tiến triển rất là hợp lý em. Đúng rồi. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên mà con tỏ tình đó là con tỏ tình ở đâu? Ở quán cà phê hay quán nhậu? Tại con tỏ tình ở nhà cái phòng trọ của bạn này, bạn ở chung với một vài bạn nữa chung lớp. Cái lần đó thì lớp có tổ chức ăn uống rồi có uống một ít bia. Có men rồi đó. Vậy là mượn men tỏ tình. Mượn rượu tỏ tình đó chị. Cái lúc đó thì con xỉn rồi. Cái ra ngoài đứng lúc đó là đã hít rồi, đã hít nhau rồi. Nhưng mà không có nói thẳng thôi. Cái con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó. Cái con tỏ tình là con hít thương. Khoan, con bổ sung thêm giây phút này. Ổng vừa mới nói xong cái tự nhiên ổng kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn và ổng say á, cái ổng ra hết, ổng nói luôn. Dạ ổng vừa mới cầm hít thương cái ổng làm vậy lên lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao là hít hay là không hít. Có nghĩa là vừa tỏ tình ta xong là ói liền, giống như nhìn vô mặt cái mắt ói. Dạ đúng rồi, kiểu như con nó bị tổn thương đó, trời đất cái mặt cái mắt. Ủa sao tự nhiên anh nhìn tôi anh nói vậy? Tổn thương đúng không con? Dạ đúng rồi. Miệng nó xong rồi là ói liền. Rồi mà mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nữa. Mà nhiều nữa. Giống như nhậu mà quá trời. Mà sao bữa đó con quê không con? Dạ lúc đó xịn quá. Có biết gì đâu quê con đúng không? Không nhớ. Dạ. Nhưng mà sau đó tức là qua ngày hôm sau đó là con tới đó mắc con cỡ. Nghe là cái mùi hương đó, cái mùi hương ói đó. Rồi con có mắc cỡ. Cực kỳ mắc cỡ. Lần đầu tiên mà tỏ tình mà bị ói, bị trục trặc. Dạ. Rồi sao con? Con á, thương á. Dạ. Rồi sau đó con thấy thương anh không?
Dạ, lúc đó dọn thì mình lỡ dọn rồi thì nghĩ là thôi mình ngu, mình dọn rồi thì mình phải làm khổ nó thôi chứ giờ sao. Làm khổ nó sao? Khổ nó bằng cách nào? Dạ, từ hồi quen tới giờ nó khổ lắm. Dạ. Nhưng mà ngay hôm đó là con nghĩ là con phải làm khổ nó bằng cách là tao phải quen mày cho mày khổ, đúng không? Dạ, sao? Đúng rồi, cũng nghĩ kiểu nghĩ vậy á. Trả thù. Trả thù vì ói. Dạ, rồi xong rồi đến đêm Noel cái bị nó hung. Dạ, không, năn nỉ con hung mi. Năn nỉ sao đâu, kể chính xác đi. Dạ, đúng. Cái câu chuyện đó là sao nè? Dạ, đi về trước cổng trọ cái 12 giờ đêm mà. Cái lúc đó xui nữa là cái cổng phòng trọ bạn con nó khóa cửa nó ngủ mà nó gọi bao nhiêu đứa nó cũng không ra mở cửa trơn á. Cái là ổng phải phụ con leo cổng vô. Thì rồi xác định leo cổng là phải đụng chân đụng tay đụng mông rồi. Cái ổng kêu thôi về cái trước khi về cái hung cái cái con kêu hung đâu, kêu hung má chuyện nhỏ, cái hung luôn. Cái đó là lần đầu tiên hung á. Trời ơi, hung là hung môi như thế nào vậy? Dạ. Trời, còn cái lần mà hung môi á kinh khủng lắm. Lần hung môi là lần nào? Hung môi không nhớ nữa, nhưng mà hung môi cái ổng hung môi xong ổng giả nai, ổng về ổng nhắn tin ổng xin lỗi. Mà con thì trời ơi nai quá. Kiểu như chỉ thừa biết là em hả? Dạ không, lúc đó con tưởng thiệt, tại vì lúc đó chưa thấy quen ai mà con nghĩ trời má ơi hung môi không có kinh nghiệm còn xin lỗi nữa. Dạ vậy. Cái lần đó là ổng gài hung sao? Dạ thì hung vậy thôi chứ kiểu như nó giả nai chưa có kinh nghiệm gì mà. Đúng chưa? Mà sao con lại xin lỗi nó? Cái đó là cái chiêu của con thôi. Dạ. Vậy cái lần đấy thì cũng vô tình con sợ bạn ấy, bạn thấy con hung cũng về. Dạ. Mà sợ bạn ấy có nghĩ tiêu cực về mình. Thôi giờ xin lỗi đi cho chắc. Xin lỗi. À, cho chắc ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Mà thật ra là mình cũng có kinh nghiệm hung mà đúng không? Dạ. Rồi sau đó tình yêu của mấy đứa, tình yêu thời sinh viên có đẹp không? Cái dài bao nhiêu lâu? Dạ. Tới bây giờ khi tụi con cưới nhau được 6 tháng rồi là khoảng 6 năm, 4 tháng và 20 ngày. Wow, dạ. Có nghĩa là yêu nhau tới 6 năm, dạ. 4 tháng, 20 ngày. Dạ. Yêu là suôn sẻ không? Có gây lộn đập lộn, có chia tay chia chân chia giò gì không? Ổng thì ổng không dám đập con đâu, cũng dám đập đồ đâu. Tại đập con mà quen mà đập đồ là con bỏ à. Tại con sợ lắm. Còn có giận nhau, mà hình như là giận lâu nhất là 1 tháng thôi. Dạ. Thì sau khi tụi con đi Nhật về thì có khoảng thời gian mà tụi con phải lo cho công việc. Đi đâu? Đi đâu? Đi Nhật Bản. À là hai đứa điền lượt. Hai đứa cùng đi làm mà bên đó. Dạ, dạ đúng. Vợ con đi trước con khoảng 6 tháng. Dạ. Nhưng hai đứa cũng làm chung một nơi không? Dạ không, làm xa nhau. Dạ. Ở bên Nhật mà làm mà hai chỗ nơi khác nhau cũng xa. Không nhưng mà đi xe lửa thôi đúng không? Dạ, xe lửa đều dạ. để gặp nhau thôi. Dạ, đúng không? Nhưng mà các con đi qua bên đó là làm việc gì bên đó? Dạ con thì làm về công ty băng keo. Chồng con thì làm về nhôm cửa. Nhôm. Dạ. Nhưng mà ở bên đó bao lâu thì các con mới về? Con thì ở gần 2 năm. Chồng con thì hơn 1 năm. Nhưng mà lúc mà đang yêu nhau vậy xong rồi con đi Nhật á, lúc đó là lúc ấy con đau đớn không? Sợ không? Dạ tại vì nói sợ vợ giận chứ tại trước đây á lúc mà còn hồi cấp 3 thì cũng có thích một bạn. Bạn ấy về Bắc xong rồi cái mình không có muốn mà có một cái tình yêu mà nó xa cách như vậy. Yêu xa, con thích yêu xa. Dạ, cái lúc mà vợ đi Nhật rồi ấy, bằng mọi cách là con xin mẹ để mẹ chấp nhận cho để con đi Nhật. Đi theo. Tức là phải con sợ. Dạ. Phải đu theo liền đúng không? Bị ám ảnh đó. Nhưng mà lúc đó là khi mà ở bên Nhật là tụi con ở hai thành phố khác xa nhau. Dạ. Mà đi xe lửa thì mấy tiếng mới gặp được nhau? Con đi vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt là khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng. 3 tiếng mấy 4 tiếng. Dạ. Vậy là một tuần gặp nhau được mấy lần? Dạ không, con thì đi sang khoảng 2 tuần con đi một lần. Là con sẽ canh thứ bảy chủ nhật hoặc là lúc đó con sẽ xin nghỉ phép đó, tại bên Nhật sẽ có nhiều nghỉ phép thì con sẽ đi thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Là thì để xuống gặp anh. Đi 3 dạ, ngày. Để qua gặp anh. Dạ không, đi ban đêm, tức là buổi chiều thứ sáu là con đi làm về tới nhà là 6 giờ tối. Sau đó là con đã gom đồ sẵn từ đêm hôm trước rồi, cái con sẽ xách đồ con đi thật nhanh tại vì sợ trễ tàu á. Dạ thì là con lên tới cái ga đó là 8 giờ thì 8 rưỡi con sẽ lên xe buýt đi qua bên đó là 12 giờ đêm. Dạ thì chồng con sẽ đi xe đạp từ nhà ra tới ga để rước con. Đã nhắc đến cái chuyện mà đi Nhật đó thì đó mà là một trong những cái kỷ niệm mà hai vợ chồng con sẽ nhớ hoài nhớ suốt cuộc đời đúng không? Tại vì cái lúc mà khi mà vợ con qua là cái chuyến tàu cuối cùng rồi nó sẽ không còn nữa. Mà 12 giờ đêm thì buổi tối bên Nhật nó rất là vắng, không có ai ngoài đường hết. Một mình con phải đạp xe đạp chạy trên cái đường cách đó cũng khoảng 20 phút từ cái ký túc xá con ở đến cái ga để rước vợ. Bữa nào mà không mưa hay là mát mẻ thì không sao, gặp bữa trời mùa đông á tuyết không có dạ tuyết thì nó rơi dày nè, phải bờ tuyết mà đi mà hai đứa đi dưới trời tuyết vậy
nó đẹp. Đẹp đúng không? Là thấy đẹp quá em. Dạ. Rất là đẹp. Lúc đó thì có thể là có những lúc mình cảm thấy hơi mệt, nhưng mà dạ, bây giờ mình nghĩ lại là nó quá đẹp luôn, dạ, quá là thơ mộng đúng không cơ? Dạ. Rất là. Ông nói là tối thứ sáu là ông không bao giờ thấy mệt hết á. Ừ. Ông chỉ mệt ngày chủ nhật thôi. Chở em cỡ nào cũng không mệt. Đúng không? Mệt đó, là phải chia tay về đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ý cô hỏi là con có lên chỗ bạn không? Hay là chỉ có bạn xuống chỗ con thôi? Đúng rồi. Chủ yếu là con lên. Dạ. Tại vì thứ nhất là con thì lúc đó cái vốn tiếng Nhật của con nhiều hơn. Là con quen với mấy bác người Nhật ở bên đó. Thì thường thường ra bên kia thì có hai bác người Nhật bên kia rất là thương. Thì là tụi con sẽ được có hai bác vui hơn, với lại đi chơi á. Với lại các bạn, mấy anh ở bên chỗ chồng con cũng dễ thương lắm. Dạ, cho nên là tụi con sẽ thân ở phía bên đó hơn. Thì con sẽ qua nhiều. Mỗi lần mà gặp nhau á, là buổi khuya vậy á, thì thấy là rất là hạnh phúc. Mặc dù nó có lạnh, nó có vắng cái nào cũng hạnh phúc. Nhưng mà cái lúc mà đưa vợ về á, dạ, nghe tới chuyện chủ nhật á, buồn thế thảm thiết, đúng không? Nhưng mà thật sự phải nói là cảm ơn hai em kể một cái câu chuyện, một cái tình yêu xứ người, mặc dù nó có những cái gọi anh vô khó phim khăn rồi đó. Như vậy. Nãy giờ là anh nó đã diễn quốc thuận là anh đã găm vô cái đầu mà không tóc của anh để anh làm phim rồi đó. đúng không? Anh rất thích nghe những câu chuyện như vậy, chị một à, chị hai, chị đi guốc ở trong lòng của em luôn. Em nghe vậy đó, nhưng mà cái đầu em bắt đầu em suy nghĩ đó, một cái đường rầy xe lửa không cần thiết ở Nhật, ở Việt Nam thôi. Đường rầy xe lửa sẽ là như thế nào? Focus chỗ nào ấy, chỗ nào trời ơi dễ sợ hay quá đó. Nhưng mà vì lý do gì mà các em lại quay trở về Việt Nam và không đi làm bánh nữa? Ngay từ đầu thì con xác định là con muốn đi Nhật vì con muốn biết Nhật Bản như thế nào, tại vì con nghe nhiều anh chị đi thì con thích á, thì con muốn đi để trải nghiệm thử. Thì sau khi mà đi một thời gian thì mình cũng trải nghiệm rồi, với lại cái khoảng thời gian mà tụi con xa nhau á, nó nhiều quá. Với lại lúc đó cũng xác định là khoảng thời gian bên Nhật thì nó bây giờ nó không còn giúp gì cho cái tương lai về sau nữa rồi. Thì con quyết định về nước. Xác định là về nước. Okay. Đúng không? Dạ. Không nơi nào bằng quê mẹ đúng không? Đúng, dạ đúng rồi. Và điều quan trọng nữa là về đây không có dịch. Dạ đúng. Bây giờ ba mẹ chồng con á, nói về là đây trước dịch đúng không? Dạ đúng rồi. May á là nếu không bây giờ là bị kẹt ở bên kia đó. Dính 2 năm luôn á. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ bạn này con bây giờ là chưa có về được. Và chú chỉ hỏi vợ. Ba mẹ của con là ở bên kia? Dạ không, ba mẹ con ở đây. Ý là vợ nói là không về là không về luôn. Không về là sẽ bị dính luôn á. Chú là chỉ hỏi vợ con thôi chứ không hỏi con. Vì chú biết là vợ con về là con cũng phải cuốn gói con về theo. Đúng không chị? Rồi, bây giờ nè, từ lúc mà ở bên Nhật về là bao lâu rồi? Dạ con về là tháng 7 năm ngoái. À. Là cứ tháng 7 năm ngoái đúng không ta? Ủa, năm trước ta năm trước. Phải trước. Năm trước nữa. Dạ, trước năm dịch ấy. Mà, đúng không? Đó. Rồi về là cưới liền luôn hay sao? Dạ chưa. Về thì ba mẹ bên chồng cũng hối, cũng muốn cưới luôn. Nhưng mà hồi sau thì lại suy nghĩ lại thì từ từ cái tụi con quyết định là đi làm rồi trải nghiệm một thời gian. Rồi xong chuẩn bị tới là tính là sang năm nay cưới thì dịch. Qua Tết dạ không? Không phải dịch mà là chia tay á. Cãi nhau chia tay. Ủa, sao vậy? Vậy? Lý do gì? Vậy? Dạ tại có cái khoảng thời gian chia tay là tại vì hai đứa bệnh lo cho kiểu nhiều thứ quá. Cái thành ra con thấy ông này không quan tâm gì con hết trơn. Mà trong khi con về đi làm thì thấy cũng nhiều anh tia. Mà ổng thì lại không quan tâm. Cái tự nhiên mình đặt cái hỏi dạ thấy kỳ kỳ. Tại vì trong khoảng thời gian mà bên Nhật mấy 2 năm thì không có cãi nhau lần nào. Dạ. Trong cái khó khăn này không có cãi nhau. Dạ đúng rồi. Mà về lại gần nhau, làm như gần quá cái nó gây cũng như là nó phải kiếm chuyện để gây lộn. Dạ đúng. Mà sau đó thì quá giải được đúng không? Là tại vì dạ, con có giải thích không? Vì người ta phải lo tiền, ta kiếm dạ, cưới vợ. Dạ lúc đó không phải là con không quan tâm vợ, mà tại vì cái áp lực từ công việc mọi thứ nó đến với mình nên là mình không còn được như cái lúc hồi bên Nhật. Ở Nhật là chỉ có đi làm về rồi xong rồi enjoy rồi nhớ vợ, nhắn tin rồi. Còn bây giờ là làm ở đây rồi còn phải tìm nhiều cách khác để làm nữa, để kiếm tiền rồi mua nhà, mua cửa chứ. Đúng không con? Tương lai nó xa hơn. Đó. Đó. Nhưng mà cuối cùng thì các bác con cũng bước qua được cái việc đó để mà bây giờ làm vợ làm chồng. Dạ. Rồi thôi mình kết thúc lại cái trang lãng mạn đi. Trang kết thúc đi chị à. Tới cái trang này nó là qua cái trang gọi là thực tế phũ phàng. Thực tế phũ phàng. Ủa nhưng mà các con là cưới nhau bao lâu rồi? 6 tháng đúng không? 6 tháng. Dạ. Nhưng mà biết nhau 6 năm rồi. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ phải lòi ra một số. Tật xấu nhưng mà lòi ra ào ào đúng không? Đó. Đâu nào coi có tật xấu gì không kể. Cho con kể trước đó. Dạ vợ con thì tật xấu thì cũng ít nhưng mà chủ yếu là rất là bề bộn. Với tại tính con gái mà về mỗi khi đi làm về mệt, với lại bây giờ cũng đang có em bé nên là mệt rồi cứ văng chỗ này cái chỗ kia cái. Dạ. Mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. Trời ơi chúc mừng. Như vậy là coi như không cho là tật xấu.
không là tật xấu luôn. Không phải, giờ tao lo cái này thay đổi nữa. Ta mệt, nội tiết tố ta thay đổi ta mệt. Thôi ủng hộ. Dạ, từ trước đó cũng có nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. À đang kể tật xấu trước đó. Dạ. Nó dựng cái chày cái cối lại nó dựng cái. Thôi vẫn rồi bừa bộn đi rồi. Tật xấu bừa bộn. Rồi sao nữa nè? Cứ nấu ăn thì con cứ phải ngoài sau rồi nấu trước con ngoài sau dọn tiếp sao. À đó, đó là bừa bộn đó. Rồi. Sao nữa nè? Còn gì nữa không nè? Hay khó chịu thôi. Khó chịu là tại nội tiết tố. Dạ thay đúng đổi. Rồi. Nhưng mà trước đó có khó chịu không? Dạ có. Rồi, khó chịu là bản chất rồi. Dạ. Nhưng mà khó chịu ở những ngày khó ở thôi chứ. Nhưng mà khó chịu nhưng mà có hành hạ em không? Người là có hay la em không? Có hay cằn nhằn em không? Đó. Dạ có. Cái gì mà không vừa mắt là đó. Cằn nhằn, cằn nhằn con liên tục luôn. Rồi còn gì nữa? Ghen tuông đồ, bậy bạ đồ. Dạ ghen tuông thì con nghĩ là chắc không có bậy bạ tại vì cái tính bạn em ấy vậy. Chứ là ghen đàng hoàng chứ không ghen bậy bạ đúng không? Còn... Vậy là con có cái để cho người ta ghen đúng không? Dạ không. Ghen bậy bạ là khi nào mà con không có cái gì hết trơn á mà nó cứ ghen, cái đó là kêu bằng ghen bậy bạ. Bỗng ghen gió. Còn nếu mà ghen là tại vì con có cái gì cho vợ con mới ghen. Tại vì phải con... có một cái gì đó thì giống như là xác định rõ này. Vì xác định rõ này ghen bậy bạ hay là ghen đàng hoàng? Đó. Ghen bậy bạ. Chắc ghen tại vì á cái bạn ấy có một cái danh sách đen của bạn ấy, chỉ cần mà mấy người mà trong cái danh sách đen mà like Facebook hay là bình luận hay gì con là kiếm chuyện với con cái thì... đó là ghen bậy bạ. Dạ. Dạ, con phải xác định vô cái đó là ghen bậy bạ. Rớt vô những thưởng ngày... vô phạt ghen, ghen cái đó là không tính... có được. Thôi vậy lóc Facebook luôn đi, cái đó là rớt vô những ngày khó ở mới vậy. Nhưng ngày bình thường rồi bình thường cũng vậy luôn, ngày bình thường họ con không sao. Dạ. À rồi bây giờ còn gì nữa không? Dạ con thấy hết rồi phải không? Rồi tới con đó. Không dạ, có đặc xấu gì không? Tại vì cũng quen lâu rồi á, nên là trong cái khoảng thời gian 6 năm nó sẽ từ từ khi mà mình thấy nó đột ngột quá cái tự nhiên mình quen một khoảng thời gian sau mình quen á, thì tới bây giờ lúc mà cưới về thì chị thấy có cái tật xấu là nóng tính đó. Kiểu như là con mà nói chuyện bình thường hoặc ngọt đó thì ông sẽ không bao giờ nổi nóng với con, nhưng mà con mà nổi nóng là gặp những ngày ông khó chịu là ông sẽ nổi nóng lại, còn những ngày bình thường khoan rồi chưa. Ok, tiếp tục. Rồi những ngày mà rồi con nổi nóng lại thì sao? Dạ, là hai đứa cãi nhau. Có nhiều bữa cãi nhau to luôn đó, là cãi qua cãi lại. Nhưng mà không, hai đứa là cãi khoan nhau. Khoan con, chỉnh lại đi. Rồi chưa? Bẹp, 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 bẹp. Chưa, thấy cái đèn nó còn nhấp. Chút là về với Bình Dương hả? Dạ, chứ chắc vì chồng con có ghé qua nhà chú một tí thì đứa con về. Biết trai gái chưa? Dạ chưa, mới bắt đầu tháng thứ tư. Dạ. Con bị nghén không? Nghén quá trời nghén. Hôm bữa con nghén nhiều quá, ông tức á, ông chửi con luôn. Ê, chú kể. Trời ơi, anh đây nè, anh kể cho em nghe nha. Chú chứ, vợ chú xưa có bầu, khuya 12 giờ mấy 1 giờ, bà nói anh ơi em thèm hamburger quá. Xong cái nó thôi em gì không biết nữa mai ăn đi. Bà giận chú tới tật luôn. Giận tới tật luôn á. Ngán ướng lắm con ơi. Dạ. Thực sự con biết hồi đó cô ba đứa con, đứa nào cô ngán 3 tháng cô mới hết. Mà cô ăn ở trong giấc mơ không á. Thức dậy là cô không ăn được một cái gì vì ăn là ói. Mà không thì nó đâu có đủ sức đâu không. Dạ. Thành ra cứ trong giấc mơ là mình ngủ mình được ăn nha, mình được ăn xong thức dậy một cái là mình phải đi kêu đi mua cái món đó liền. Mà cái món đó về tới một cái là nhìn là ói liền. Sợ lắm. Đó cô ba đứa là cô đều phải uống xong hết cô mới tồn tại được á. Thì cô không có sức luôn á. Dạ. Nghén mạnh vậy luôn á con. Ừ, uống nước cũng ói, cái gì cũng ói chứ. Sợ lắm. Nhưng mà ngộ lắm, đúng cái ngày cuối cùng của tháng thứ ba là hết. Dạ. Là ăn uống ngon lành thôi. Ừ. Biết tại sao vậy? Vậy cũng nhanh tại có 3 tháng á. 3 tháng. Con tới giờ vẫn chưa uống ăn. Vậy hả? Dạ. Nó ngộ á, ói miệng nó lúc nào cũng lặt nhách lặt dạ, kỳ cục lắm con. Mà ăn ô mai thì lại đau tử. Đó. Cô đó là cô không sợ nuôi con mà cô sợ mang bầu. Dạ. Mà sợ mang bầu chỉ 3 tháng đầu tiên. Ừ. Sao vậy, nó bị cái gì vậy ta? Còn một nửa bước chân nữa là tụi mình đã bước qua được cái truông này. Rồi chú ăn cơm quá. Ừ, ăn đi. Con run không? Bữa cô xuống Bình Dương cô quay á, cái thành phố mới gì mà nó
nó đẹp mà không ai ở đẹp chứ lắm. Mà sao nó trống quơ trống quát vậy tại đó giờ nó còn vắng á. Dạ. Bây giờ nó xa Bình Dương đang bị nhiều cái dự án đó. Mà xây dạ. dựng hạ tầng đẹp ghê rồi mà dạ. không ai... nhiều lắm như một ở dưới Long An một ở Long An có một cái dự án mà trời ơi có 2-3 căn ở. Trân ơi, có nước cho cô miếng coi. Nó vô ở trong ai cũng chết luôn. Dạ. Con nước đá chưa? Tại vì cái khu thành phố mới nó cách xa với khu vùng 1. Tại vì trước giờ mấy cái ly nhựa của con đây. Đang kích cầu á, đang kích cầu. Nó cách ngoài xa cái đó là khả thi nhất, còn cái gì nữa đâu. Ít lên đây, tụi con là khám bác sĩ. Dạ, con khám ở Đồng Nai. Đồng Nai à? Dạ. Có chạy lên ngã ba Thủ Đức không? Ngã ba Thủ Đức dạ không ạ. Có bác sĩ, bác sĩ Điền nổi tiếng lắm. Bác sĩ Điền ạ? Giỏi, nổi tiếng lắm luôn, giỏi cực kỳ luôn. Đang là bác sĩ hot ở Từ Vũ. Dạ. Dạ. Em có quen ai ở bệnh viện Hạnh Phúc quốc lộ 13 đó không? Dạ. Sao vậy? Thì không cho chị quen chứ, tại bố mẹ lớn rồi đó, nhà gần đó mình phải tính quen cái bệnh viện liền ví dụ vậy có, hay là bệnh viện Thủ Đức để em hỏi cho bệnh viện Thủ Đức cũng được nha. Dạ. Thủ Đức còn sướng hơn, nó gần hơn. Dạ. Chị dễ hơn em, chị mà bước vô một cái là thiệt không phải, nhưng mà chị sợ những lúc đi quay về làm sao em hiểu không? Thì ngay cấp kỳ là mình phải điện thoại liền trước. Chị biết không, em ở nhà đó nghe, là em chọn ngay quận 10 đã an sinh xã hội. Thì đó, bởi vì Nhi Đồng nè, một năm nè, Chợ Rẫy nè. Bây giờ em ấy em hỏi giùm chị cái Thủ Đức. Bệnh viện Hạnh Phúc, Thủ Đức á. Hạnh Phúc với lại Thủ Đức hai cái. Thủ Đức rồi, nằm thì sẽ nằm ở Hạnh Phúc. Tại vì cái chỗ đó nó quá sạch. Ừ, nhưng mà cấp cứu là phải bệnh viện Thủ Đức. Ông bà lớn tuổi rồi. Ừ, ông bà lớn tuổi rồi. Mệt cái đẩy đi liền, đẩy liền. Hỏi giùm chị nha. Dạ, chị em hỏi cho. Bác sĩ Điền giỏi lắm á. Dạ. Ở đó là một ngày là nó khám khoảng chừng gần 400 bà bầu mà cái phòng khám á. Dạ. Dạ. Ăn cơm luôn đi em ơi. Đúng rồi. Ừ, đúng cơm. Rồi con. Trời. Trời. Ừ, con nói với mẹ bầu á, nói cố gắng ăn cơm đi. Nói với họ tới giờ ăn cơm đi. Chứ đừng nói. Điện thoại đây con. Chú hả? Chú cuộc đời của chú là chỉ có trà đá và cà phê thôi. Đừng hỏi nữa nha. Chú dẫn từng kinh 8 năm rồi. Không chưa rồi. Chú có uống cái gì đó khác ngoài cà phê không? Ủa nãy rồi. Tới đâu rồi? À, con đang chú nói sao hỏi lại con nghe. Nói đang về chồng á. Thì con nói là cái vụ lúc con có bầu á, dạ. Con ngán quá mà ông gây lộn với con luôn á. Dạ. Rồi chưa? Dạ rồi. Rồi để cho chú mời cho con. À, thí dụ như bây giờ là con đang có em bé đi. Dạ. Thì ảnh có bao giờ mà ảnh làm con bực bội không? Con nghe anh có bao giờ anh vô tâm không? Dạ vô tâm thì không. Ổng rất là cưng từ hồi cưới, từ hồi quen luôn á. Nhưng mà có lần ổng về ổng la con là tại vì con đi làm về cái con mệt con nằm á, xong rồi con ói, con mệt. Cái con nằm con không phụ rồi không làm gì hết trơn á, xong ổng kêu là bữa đó không biết ổng bị gì á, xong ổng khó chịu. Cái ổng kêu là sao mà nghét gì mà nằm mệt rồi như này thế kia, phải dậy để cho con nó khỏe chứ không có nằm được vậy. Cái ông la, cái con lúc đó con đang bực nữa, con mệt quá, cái con la lại, hai đứa cãi qua cãi lại xong giận nhau tới sáng. Là cái kỳ đó là cãi nhau rồi cũng lớn lao là cái kỳ đó đó phải không? Dạ, cái đó là chỉ là hơi lớn thôi, tại vì con thấy là ông không có hiểu cảm giác nghén của mình. Dạ. Sao kỳ vậy, người đàn ông không ăn bầu? Cái đó là tại không phải vì con không có muốn phải vợ thế này kia, tại vì cái lúc đó là mình không hiểu tại sao vợ mình cứ bị như vậy vài mà mình không làm gì được mình hết cho vợ. Sốt ruột quá đúng không con? Sốt ruột quá. Vợ con là từ hồi mà có bầu, phát hiện có bầu á, rồi lúc sau này gì con cũng làm hết á, kiểu gì cũng làm hết, mà cứ trải qua cái việc mà chứng kiến mỗi ngày thấy vợ cứ mệt rồi ăn không được ấy này kia, vật vờ mình rất là khó chịu, trong khi mình không biết phải làm như thế nào để cho hết. Hết đó, đúng dạ. không? Nhưng mà không biết cách nói cho nên cuối cùng là dạ, đúng. Trở nên cái gì là gây ra chuyện đó. Dạ. Không, mà thật ra đó là con đầu á thì nhiều khi nó sẽ có chuyện nó xảy ra, mà nó con thứ hai chắc không có đâu, ta hiểu tâm lý rồi. Dạ. Tại thật ra là vợ anh đứa đầu tiên anh cũng có những cái mà anh rất là vô tâm. Lúc anh lúc cái chú mà vậy ông nội. À quên lộn. Đó. Nhiều là chú hồi xưa cũng bị tình trạng y chang vậy đó. Dạ. À, nhiều khi mình cũng sót vợ mình nhưng mà mình không biết cách nói á, mình không biết cách chia sẻ đó, cho nên là vợ giận rất là nhiều. Dạ. Đó.
Nhưng mà thôi bây giờ trong lúc này là phải tâm lý nghe. Đúng rồi. Phải biết vợ mình lúc này là phải nhường bà đi. Nghe con. Rồi sao chồng nữa con, nè? Chồng con có lãng mạn không? Dạ lãng mạn chắc không có điểm nào luôn á. Không có 10 điểm chắc không điểm. Trước giờ có ai tặng quà, tặng hoa và nói những lời yêu thương với con không? Dạ nói yêu thương thì dạo này cũng bắt đầu có rồi. Tại vì tập nói cho con á, nên là nói luôn cho vợ. Dạ. Rồi vậy tập luôn đi con. Tập bắt đầu nói lời yêu thương rồi. Bây giờ tập bắt đầu mua đồ. Mua đồ tặng rồi đó. Dạ. Đó. Đi làm bộ mượn mây đẩy trăng á. Con ơi con nói cho ba nghe coi mẹ con thích cái gì nè. Đấy chưa. Cái bên kia giả bộ thay lời con nói á. Nói đi tên mẹ thích cái hộp nè. Xoàn 8 ly nè. Dụ vậy không? Rồi bây giờ nè. Dạ. Mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ con chỉ có một mong muốn là chồng con có những ngày mà chồng con mệt hay là gì chồng con nói để có lúc đó con không phải bị khùng khùng lên con chửi sản á. Dạ. Là con sẽ canh những lúc mà chồng con bình thường để con chửi. Lựa lời nói rằng cho vừa lòng nhau á, lời nó không mất tiền mua đó. Tại vì dần dần khi mà quen được 6 năm thì con hiểu được là lúc nào cũng nóng, lúc nào cũng không nóng, lúc nào mình la ổng là ổng nghe. Nên là bây giờ sau khi cưới thì mới cãi nhau có lần, còn lại là bình thường, vui vẻ. Rồi còn con mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì con cũng mong muốn vợ thay đổi là bớt bừa bộn lại thôi. Vậy thôi hả con? Dạ. Cái mong muốn của chồng con là chính xác. Dạ. Tại vì á, sau này á, mình sẽ có con. Mà con biết không, khi mà mình có con á, cái đầu của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó con. Đó, bắt đầu là mấy giờ đầu tiên á, chăm con á, giờ mình phải làm cái gì đầu tiên nè. Trong lúc làm này á, thì cái gì phải tiếp theo nè. Dạ. Là nó giống như là bộ máy vi tính vậy đó. Dạ. Và phải cực kỳ gọn gàng. Tại vì con biết sao, đồ em bé hoặc đồ mình để đâu á, mình chỉ cần giói tay ra là mình lấy được cái điều mình đó. Muốn liền. Dạ. Cái đó là cái rất quan trọng. Ví dụ như là sữa sùng rồi luộc bình ở đâu, bình sau khi con bú rồi làm sao, rồi hơ hấp chỗ nào. Nói chung là con phải tập cái đó. Dạ. Thì con nó sẽ hưởng được hết những cái gì mà gọi là sung sướng nhất. Dạ, đó là như vậy. Dạ, con nhớ. Cảm ơn cô. Cảm ơn hai con. Bây giờ mời hai